Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Lead and Earn nhận 5 đô token NFTB các bạn. Thì đến từ sự kiện của CoinMarketCap và BNC nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở link form các bạn. Sau đó bạn bấm start. Rồi các bạn chấm vào thu phần máy. Kèo khá là ngon các bạn làm nhanh các bạn. Rồi bấm tiếp nè. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè. Rồi bấm set nè. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên sàn trang CoinMarketCap các bạn. Rồi bấm next nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ UID trên sàn Binance các bạn. Các bạn nhớ KYC nha các bạn để sau này tôi cần nó phân phối. Trên sàn Binance các bạn copy địa chỉ UID nè. Các bạn dán vào đây. Rồi bấm next nè. Rồi câu hỏi thì mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn chọn nha các bạn. Câu số 1 là Binance Smart Chain nè. Rồi bấm next nè bạn. Câu số 2 là Adafruit Phantom Credit. Câu số 2 là câu này nè các bạn. Để mình bắt được chính xác nè các bạn. Chính xác các bạn. Các bạn gửi tiếp nha các bạn. Tiếp tục là Adafruit. Yes. Rồi Adafruit nè. Rồi tiếp tục thì cũng add Facebook nè. Rồi bạn muốn xét nha ba. Ủa tới ba câu gì ta. Rồi tiếp tục thì các bạn add Facebook luôn nha các bạn. Rồi bấm xét nè. Rồi bấm xét nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào link after wallet nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè. Sorry các bạn bắt up lại đây các bạn nhấp vào link đầu của ta các bạn. Sau đó các bạn tìm kiếm là NFTB nha bạn. Các bạn gọi từ khóa là NFTB đâu ta. NFTB. Rồi con này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào up to wallet nha các bạn. Phải không ta, phải con này không ta. Đúng rồi, copy địa chỉ đi các bạn. Để cho chính xác hơn thì các bạn copy. Chắc đúng rồi. Phải các bạn. Sau khi các bạn bấm up to wallet xong thì bạn bấm vào ba cạnh cùng nè các bạn. Các bạn bấm vào wallet tiếp nè. Rồi các bạn bấm vào mục sale nè các bạn. Rồi các bạn copy cái link của mình nha các bạn. Rồi ta. Nha các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè các bạn. Tới với bạn nào chưa có thì các bạn bấm mở ra nha các bạn. Rồi bạn copy link này nè. Rồi. Copy rồi các bạn gửi dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nè. Rồi tiếp tục bạn điền địa chỉ với BNB Smart Chain trên ví chocolate cho các bạn nha các bạn. Rồi bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain chocolate mình nè. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi bạn bấm vào submit. Lâu quá lâu mình làm lại dán này nó hơi lòng cộng. Rồi bạn nhấp vào tuôn file lên máy cái nữa nè các bạn. Rồi bạn bấm submit form nè. Rồi đây chữ thánh du with skin là with là thành công các bạn. Vậy mình video đến đây cũng kết thúc. Mình sao tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nữa.